Các em thân mến, thầy Duy được gặp lại các em ở trong các bài giảng kế tiếp của chương trình hóa học lớp 8 cùng với Toli 2 e-learning. Như vậy là chúng ta đã kết thúc được chương 1, chương 2, chương 3 của hóa học lớp 8 rồi, đúng không nhỉ? Vậy thì với ba chương này chúng ta đã có các cái cơ sở để chúng ta có thể nghiên cứu được bước đầu tiên đối với các cái tính chất hóa học cũng như về cái cơ sở để chúng ta có thể tính toán được các bài tập định lượng. Và ngay sau đây chúng ta sẽ bắt đầu với một chương mới. Chương mới này cũng là mở đầu cho cái việc là chúng ta sẽ nghiên cứu cụ thể đến một cái chất. Đúng đúng không nhỉ? Đấy. Và trong chương trình lớp 8 của chúng ta thì vì là chúng ta mới học môn hóa học, do đó cái chất mà chúng ta nghiên cứu ngay sau đây cũng là một cái chất mà nó khá là quen thuộc với chúng ta, mà chúng ta gặp hàng ngày. Tuy nhiên rằng là ít những em mà chúng ta có thể quan tâm hay là tìm hiểu về nó một cách sâu sắc. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy thử tìm hiểu xem là với cái tính chất của chất này thì chúng ta cần có những cái gì phải lưu ý các em nhé. Đó chính là oxy. Về tính chất vật lý của oxy, thì tính chất vật lý đó là các tính chất mà chúng ta có thể nhìn thấy này, hay là cảm nhận thấy bằng các xúc giác thông thường của chúng ta thôi. Được chưa nhỉ? Đấy thì chúng ta có thể thấy là oxy nó tồn tại ở thể gì ạ? À, ở thể khí này, không có màu, không có mùi và cũng không có vị. Đấy, cái này thì chúng ta đã học ở chương trình khoa học tự nhiên của tiểu học rồi. Đúng không nhỉ? Và với chương trình hóa học của lớp 8 thì nó bổ sung thêm một số tính chất khác nữa mà chúng ta có thể thể hiện bằng con số cụ thể. Oxy thì ít tan ở trong nước và nặng hơn không khí. Được nhỉ? Oxy ít tan trong nước và nặng hơn không khí. Bởi vì nếu như nói oxy mà tan nhiều ở trong nước thì là sai. Bởi vì nếu oxy tan nhiều trong nước thì khi mà con người ta mà lặn xuống bên dưới đại dương, lặn xuống bên dưới nước ở trong các bể bơi thì chúng ta đều không cần phải sử dụng đến các cái bình dưỡng khí, đúng không nhỉ? Nhưng nếu nói oxy là không tan trong không khí hay là không tan ở trong nước thì lại là sai nữa. Bởi vì nếu như mà oxy không tan ở trong nước thì các vi sinh vật, các cái sinh vật hữu khí ở trong nước hay là các cái sinh vật ở trong đại dương nó cũng sẽ không thể sống được. Như vậy chúng ta có thể khẳng định là oxy tan ít ở trong nước. Còn khi nói là oxy mà nặng hơn không khí, oxy nặng hơn không khí thì chúng ta sẽ cần phải có một cái đại lượng như sau. Mà các bạn có còn nhớ ở cái bài giảng trước thầy Duy cũng có nói, đó là để xét được là oxy nặng hay nhẹ thì chúng ta sẽ có cái đại lượng là tỷ khối nhá. D của oxy so với không khí nó sẽ bằng M lớn của oxy chia cho 29 bằng 32 chia cho 29 ạ. Lớn hơn 1, đúng không? Nên từ đây chúng ta có thể suy ra là oxy nó nặng hơn không khí. Oxy nó nặng hơn không khí. Đây chúng ta có thể là chú ý như thế này. Được chưa? Và nhiệt độ hóa lỏng của oxy là âm 183 độ C. Ở thể khí thì ở âm 183 độ C thì nó bắt đầu chuyển từ thể khí thành thể lỏng. Và cái thang nhiệt độ đó người ta gọi đó là nhiệt độ hóa lỏng. Oxy lỏng có màu xanh nhạt. Đây chúng ta nhìn. Oxy lỏng có màu xanh nhạt, được chưa ạ? Đấy, thì đây là một số tính chất vật lý mà chúng ta cần phải quan sát và chúng ta cần phải nhớ khi mà chúng ta học về oxy các em nhé. Về tính chất hóa học thì nó sẽ thể hiện bởi cái phản ứng của oxy với các cái chất cụ thể, đúng không ạ? Thế thì bây giờ chúng ta sẽ làm quen dần. Ở chương trình lớp 8 của chúng ta thì gần như là các cái tính chất hóa học này là thầy Duy cũng như trong sách giáo khoa hay là cũng như các thầy cô ở trên lớp của chúng ta sẽ đưa ra dưới hình thức là liệt kê. Đưa ra dưới hình thức liệt kê. Có nghĩa là oxy phản ứng được với chất A, chất B, chất C gì đó. Đúng không? Còn khi mà chúng ta đã đủ tất cả các kiến thức rồi, đủ cái cơ sở để chúng ta có thể dự đoán rồi, thì khi học ở lớp cao hơn, ví dụ như chương trình lớp 10, một lần nữa chúng ta cũng học lại oxy. Nhưng mà chúng ta sẽ học ở dưới góc độ nó sâu hơn. Đó là chúng ta sẽ có lý giải là vì sao oxy lại có thể phản ứng được với các chất đó. Chúng ta chú ý nhé. À, oxy là một đơn chất phi kim. Đây là khẳng định đầu tiên này. Và nó rất hoạt động. Oxy là một đơn chất phi kim và nó rất hoạt động. Tính hoạt động của nó thể hiện ở nhiệt độ cao. Đúng không nhỉ? Thể hiện ở nhiệt độ cao. Ở nhiệt độ cao này thì nó dễ dàng tham gia phản ứng với nhiều phi kim, nhiều kim loại và nhiều hợp chất. Nhiều phi kim, nhiều kim loại và nhiều hợp chất. Nhớ nhá, thầy Duy nói đây là nhiều phi kim, nhiều kim loại và nhiều hợp chất. Chứ không nói là tất cả các phi kim, tất cả các kim loại hay tất cả các hợp chất. Điều đó đồng nghĩa với việc là có những kim loại, có những phi kim hoặc có những hợp chất mà oxy nó không phản ứng được. Được chưa nhỉ? Vậy thì chúng ta hãy chú ý thông qua một số cái tính chất sau đây nhé. Trong hợp chất thì oxy của chúng ta có hóa trị là 2. Trong hợp chất oxy có hóa trị 2.
Đây xem nhá, đây là chất thông thường. Đầu tiên, chúng ta sẽ nghiên cứu về tính chất của oxy thông qua phản ứng là oxy phản ứng với phi kim các em nhé. Phi kim của chúng ta thì chúng ta sẽ có một số ví dụ như sau này. Là carbon cộng với oxy tạo thành CO2. Được chưa nhỉ? Lưu huỳnh cộng với oxy tạo thành SO2. Hay phosphor cộng với oxy tạo thành P2O5. Được chưa ạ? Đây. Như vậy chúng ta thấy rằng là tất cả các phi kim này mà đa phần chúng ta sẽ gặp là CSP, có nghĩa là carbon, lưu huỳnh hoặc phosphor cộng với oxy đều ra các sản phẩm tương ứng là cái hợp chất của chính nguyên tố đó và oxy. Được chưa nhỉ? Các hợp chất này người ta đều gọi là oxit và chúng ta sẽ tìm hiểu vào các bài giảng sau các em nhé. Đấy, vậy thì bây giờ chúng ta hãy thử là dự đoán là chúng ta sẽ thực hiện phản ứng này như thế nào các em ạ. Ví dụ như chúng ta không thể nào mà chúng ta tự nhiên thả cái mẩu carbon này vào trong một cái bình đựng oxy được, đúng không nhỉ? Đấy, bởi vì nếu thả như vậy thì phản ứng cũng không thể xảy ra được, đúng không? Hoặc là bây giờ chúng ta sẽ làm cái phản ứng này nó như thế nào để nó xảy ra vừa an toàn mà nó lại thể hiện được đúng cái tính chất, nhìn được rõ hiện tượng. Thì ngay sau đây chúng ta hãy nhìn thấy Duy mô tả nhé. Thứ nhất này, đối với chất rắn của chúng ta là carbon, là lưu huỳnh, là phosphor thì chúng ta sẽ sử dụng cái muôi sắt. Được chưa? Sử dụng cái muôi sắt để chúng ta làm thí nghiệm. Đây. Đây, đây là cái muôi sắt nhé các em nhé. Muôi sắt này. Chúng ta sẽ để một ít... chất rắn vào đây. Cái này có thể là carbon này, có thể là lưu huỳnh hoặc có thể là phosphor. Được chưa? CSP. Có thể là carbon, có thể lưu huỳnh, có thể phosphor. Và chúng ta sẽ đốt nóng cái này lên ạ. Đốt lên, được chưa? Đốt nóng lên thì đây là đèn cồn các em nhé. Đèn cồn. Đèn cồn, được chưa? Và sau khi đốt xong thì chúng ta sẽ cho nó vào trong cái bình thủy tinh. Thường là bình tam giác ạ. Bình tam giác và đựng ở đây nó là một lớp cát. Đúng chưa? Cho cái này vào đây. Đây là bình đựng oxy. Đây là đây bình đựng oxy. Thì rõ ràng là khi mà cho bình đựng oxy này thì chúng ta sẽ có thể là thấy được rằng là cái chất này nó cháy được mạnh hơn. Chất cháy mạnh hơn. Được chưa? Đây chúng ta có thể mô phỏng thí nghiệm như thế này. Đó là chúng ta sẽ lấy một cái lượng nhỏ vừa đủ carbon này, hoặc lưu huỳnh hoặc phosphor, chúng ta không trộn lại với nhau các em nhé. Lấy một lượng nhỏ một trong ba cái chất này, đúng không ạ? Cho vào trong cái muỗng sắt và đốt ngoài oxy không khí, đúng không? Đây, thì cái khoảng không này chính là oxy không khí. Đây là oxy không khí. Còn đây là oxy nguyên chất, được chưa? Oxy nguyên chất. Được chưa nhỉ? Thế thì chúng ta thấy là cái phi kim này nó sẽ cháy ở ngoài số oxy không khí trước, đúng không ạ? Nó cháy. Và chúng ta ghi nhận là cái ngọn lửa nó cháy. Ví dụ như ngọn lửa cháy mạnh, ngọn lửa cháy yếu và màu sắc của ngọn lửa, đúng không nhỉ? Chúng ta ghi nhận lại cái màu sắc đó, cái mức độ đó và sau đó chúng ta tiếp tục so sánh nó khi mà chúng ta cho chính cái muôi sắt đó vào trong phản ứng với cái bình oxy này. Đúng không ạ? Cho chính muôi sắt đó vào trong phản ứng với cái bình oxy này. Và khi cho phản ứng vào bình oxy này chúng ta thấy rằng điều gì ạ? À đúng rồi, có nghĩa rằng là cái ngọn lửa này nó sẽ cháy mạnh hơn. Ngọn lửa cháy mạnh hơn. Từ đây chúng ta có thể khẳng định một điều là ở trong oxy không khí thì các phi kim này nó phản ứng mãnh liệt hơn ở ngoài oxy. Đúng không ạ? Đây nhá. Đấy, trong oxy mà nguyên chất, được chưa nhỉ? Nó sẽ mãnh liệt hơn là oxy trong không khí. Được chưa? Rõ ràng nhá. Đấy, và sau này khi nào chúng ta học thì nó chính là liên quan đến cái tốc độ phản ứng. Nồng độ là một cái yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng, được chưa nhỉ? Đấy, bởi vì cái nào mà nguyên chất thì rõ ràng cái tốc độ phản ứng hay là cái sự phản ứng của nó phải nhanh, nó mạnh hơn so với các chất mà không nguyên chất. Được chưa nhỉ? Bởi vì oxy không khí của chúng ta ở các cái bài giảng trước thầy có một con số đó là oxy nó chỉ chiếm khoảng 20% thể tích cho không khí thôi. Vậy còn các cái khí còn lại nữa. Rõ chưa nhỉ? Rồi,
Đấy, chúng ta tiếp tục với cái phản ứng thứ hai, đó là tác dụng với kim loại các em nhé. Với tác dụng với kim loại thì chúng ta chú ý như sau, là oxy cũng có khả năng phản ứng được với một số các kim loại, ví dụ như là sắt này, khi đốt trong oxy tạo thành Fe3O4, natri khi đốt trong oxy tạo thành Na2O, và magie đốt trong oxy tạo thành MgO như thế này. Được chưa? Thì đây nó là ba cái phản ứng đặc trưng của tính phản ứng với kim loại của oxy. Được chưa nhỉ? Thế thì nhắc lại với cái phần mở đầu thì thầy có nói rằng là khi mà oxy phản ứng thì nó không phản ứng với tất cả. Vậy nếu như là kim loại thì chắc chắn là oxy nó sẽ không có thể phản ứng được với các cái kim loại quý. Ví dụ như là vàng, ví dụ như là bạc hay ví dụ như là platin. Được chưa nhỉ? Nó sẽ không có phản ứng với các kim loại quý như vậy. Chúng ta nhớ là vàng, bạc, platin, nó không phản ứng với oxy các em nhé. Bởi vì nếu nó phản ứng với oxy thì nó sẽ sinh ra một cái hiện tượng mà chúng ta rất hay gặp, đó là hiện tượng bị gì, đúng không ạ? Và như vậy là nó mất đi cái tính thẩm mỹ của cái loại trang sức đó, và kéo theo là chúng ta không sử dụng được các loại trang sức đó nữa. Nghe rõ nhé, đó là oxy chỉ phản ứng với một số kim loại thôi, được chưa ạ? Đấy, và một số kim loại nó không phản ứng, và đó là các kim loại quý, ví dụ như là vàng, ví dụ như là bạc hay là bạch kim các em nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử làm quen với một cái như thế này. Đây, chúng ta có một cái bình, trong này là có cát bên dưới ạ, và đây là khí oxy. Bây giờ chúng ta sẽ đốt nóng cái dây sắt được uốn hình lò xo. Đây là dây sắt được uốn hình lò xo này. Và trong cái dây sắt này chúng ta có một cái mẩu than để làm mồi. Mẩu than để làm mồi, vì chúng ta biết là đốt cháy kim loại nó rất là khó, đúng không nhỉ? Vậy thì chúng ta sẽ có một mẩu than để làm mồi. Mà đôi khi trong thí nghiệm thì cái mẩu than này chúng ta hoàn toàn có thể thay thế được bằng cái mẩu gỗ ở đầu của que diêm. Được chưa? Mẩu gỗ ở đầu que diêm chúng ta cũng gài vào cái lò xo này. Được chưa nhỉ? Và khi mà chúng ta đốt nó ở ngoài khu oxy không khí trước ạ. Đúng không? Để cho cái dây sắt này nó nóng đỏ lên. Sau đó cho ngay vào bên trong của cái bình oxy này ạ. Thì chúng ta thấy hiện tượng ở đây là phản ứng xảy ra rất là mãnh liệt. Phản ứng xảy ra rất là mãnh liệt. Và đồng thời có các cái tinh thể nhỏ li ti, những cái hạt nhỏ li ti nó bắn vào thành bình và nó có màu nâu đỏ. Được chưa? Đấy. Thì đấy chính là cái hiện tượng mà chúng ta phải quan sát được. Sau này thì đây nó sẽ là một kỹ năng để chúng ta có thể học tốt được môn hóa học. Đó là khi chúng ta quan sát được một cái thí nghiệm hóa học nào đó thì chúng ta cần phải có được những cái kỹ năng là chúng ta nhận xét nó như thế nào, từ đó thể hiện nó ra bằng ngôn ngữ, lời văn của chúng ta. Ví dụ như là, à đầu tiên, đốt cháy dây sắt ở ngoài oxy không khí nó có cháy không? À nó có cháy, ngọn lửa của nó có, dây sắt nóng đỏ lên, đúng không nhỉ? Nhưng khi cho cái dây sắt đó vào trong bình oxy thì nó có cháy không? À nó có cháy, nhưng mức độ của nó là như thế nào ạ? Mạnh hơn khi cháy ở ngoài không khí. Đồng thời chúng ta quan sát thấy là có những cái hạt nhỏ li ti bắn vào thành bình. Được chưa nhỉ? Thì đấy là ở cái mức đầu tiên khi mà quan sát một thí nghiệm các em nhé. Đấy là xảy ra như thế nào, mức độ ra sao. Ở mức độ thứ hai, đó là chúng ta sẽ quan sát vào cái bố trí của thí nghiệm này. Chúng ta phải ra được là các cái yếu tố ảnh hưởng cũng như các cái mục đích của cái việc chúng ta làm thí nghiệm. Ví dụ như tại sao bên dưới lớp này lại có lớp cát. Đấy, vậy nếu không có lớp cát thì sao? Đúng không? Hay là tại sao bên trên này lại cần phải có một cái nắp đậy? Vậy nếu không có nắp đậy thì sao? Thì những cái đấy hoàn toàn là chúng ta có thể khai thác được từ những kiến thức mà chúng ta đã học các em nhé. Đấy, vì sao bên dưới này lại phải có cát? Khi phản ứng xảy ra mãnh liệt, nhiệt độ rất là cao, đúng không nhỉ? Vậy thì cái chất rắn của chúng ta mà sinh ra, nó có thể bị rớt xuống đáy bình, đúng không ạ? Như vậy nó gây ra hiện tượng là nứt vỡ ở đáy bình và nó không an toàn cho chúng ta. Còn nếu như giả sử bây giờ nhiệt độ trong này đang rất là cao như vậy, mà oxy lại ở thể khí, khi thể khí lại ở nhiệt độ cao nữa thì nó sẽ bị giãn nở ra, nên rất có thể cái lượng oxy trong này nó bị thoát ra bên ngoài, và như vậy rất có thể là cái phản ứng của chúng ta nó sẽ không thành công. Được chưa nhỉ? Hay lấy cái khác là ở bên cái thí nghiệm với phi kim này chẳng hạn. Thì với thí nghiệm với phi kim thì chúng ta chú ý giúp thầy, đó là chúng ta cần phải đậy nắp bên trên lại. Vì sao lại đậy nắp? Bởi vì các cái chất này khi mà nó cháy trong oxy, nó sinh ra các sản phẩm thực tế là không tốt cho sức khỏe. Thầy không nói là CO2, mà thầy có thể nói là lưu huỳnh chẳng hạn. Đúng không nhỉ? Hoặc là phốt pho. Đấy, nó không tốt cho sức khỏe, nên chúng ta cần phải có những yếu tố bảo vệ.
Đấy nhá, thì đó sẽ là những cái điểm rất là nhỏ thôi, nhưng nếu chúng ta là góp nhặt lại các cái điểm nhỏ đấy, chúng ta hoàn toàn là có thể là có một cái kỹ năng thí nghiệm rất là tốt. Được chưa nhỉ? Rồi, chúng ta tiếp tục ạ. Thứ ba đó là cái tính chất là tác dụng với hợp chất của oxy. Đúng nhá. Đấy, ví dụ nhá. Ví dụ C2H5OH hay là sau này chúng ta gặp ở lớp 9 thì có thể viết ở dạng đấy là C2H6O. Đây chính là công thức hóa học của cồn. Đúng không? Khi đốt cháy trong oxy tạo thành CO2 và nước. Được chưa nhỉ? Đốt cháy trong oxy tạo thành CO2 và nước. Được chưa? Hay một số hợp chất khác, ví dụ như CO chẳng hạn, cộng với oxy tạo thành CO2. Được chưa? Đấy, thì CO này của chúng ta nó là một cái chất khí rất là độc, có thể gây chết người nếu khi mà chúng ta ngộ độc CO. Được chưa nhỉ? Đấy, nên là đối với cái phản ứng này thì nếu như mà chúng ta về mùa đông mà chúng ta mà sưởi ấm chẳng hạn bằng lò than, thì chúng ta phải đặt cái lò than đó ở trong cái khu vực mà thoáng khí. Đặt trong lò than ở khu vực thoáng khí. Vì sao lại phải thoáng khí? Bởi vì nếu thoáng khí như vậy, nó sẽ cung cấp một cái lượng oxy hợp lý để cho nó chuyển hóa hoàn toàn khí CO này thành khí CO2. Mà CO2 này thì đối với cơ thể chúng ta là vô hại. Đấy chứ nhỉ? Đối với cơ thể chúng ta là vô hại. Nhớ nhá. Đấy, còn nếu như mà chúng ta để ở trong những cái nơi nó bí khí chẳng hạn, thì không có lượng oxy này để chuyển hóa CO thành CO2. Như vậy rất có thể là cơ thể chúng ta sẽ bị ngộ độc CO các em nhé. Đấy, lưu ý giúp thầy điểm này. Như vậy, tóm lại là với oxy thì chúng ta sẽ gặp với ba cái phản ứng chính. Đó là phản ứng với phi kim này, phản ứng với kim loại và phản ứng với hợp chất. Đấy chưa nhỉ? Đấy. Và có một cái phản ứng của oxy với các cái chất này, thì đây nó chính là những cái mà trong thực tiễn chúng ta đã có nhìn thấy rồi. Đúng không? Nhưng mà đôi khi là chúng ta không để ý thôi. Vậy chúng ta hãy xem đó là phản ứng gì nhá. Đấy, sấm sét đúng không ạ? Sấm sét. Đấy, thì sấm sét này nó chính là một cái môi trường, là điều kiện để cho nitơ trong không khí nó phản ứng với oxy. Được chưa nhỉ? Bởi vì khi có sấm sét này thì cái lượng nhiệt nó tỏa ra, lượng nhiệt nó cung cấp là khoảng 3000 độ C. Và như vậy thì nó sẽ sinh ra cái khí là NO, là không màu. Và sau đó khí NO này này sẽ tác động trực tiếp với oxy không khí tạo thành NO2 có màu nâu đỏ. Đấy, thì đây nó là cái phản ứng mà chúng ta cũng cần phải chú ý ở trong chương trình của chúng ta các em nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục sang cái ví dụ số 3 nhé. Và giải chi tiết ví dụ số 3 này cùng các em nhé. Ví dụ số 3 này. Bây giờ ví dụ số 3 này của chúng ta nó khác với hai cái ví dụ trước rồi. Đó là hai ví dụ trước của chúng ta thì hoàn toàn nó chỉ là một phương trình thôi. Nhưng ở ví dụ số 3 thì nó lại là hai phương trình. Và khi có hai phương trình như thế vậy thì cái cách đơn giản nhất và cái cách mà thầy sẽ hướng dẫn các bạn ngay sau đây, nó sẽ là cái cách là chúng ta sẽ viết cả hai phương trình ra và đặt ẩn số các em nhé. Rồi, chúng ta thử viết nào. Có hai phương trình ở đây, thầy viết sang bảng này nhé. Thứ nhất là hydro cộng với oxy. Nước này, đúng không? Cân bằng. Carbon oxit là CO. CO2, cân bằng luôn, đúng không? Đúng không? Với số mol của khối lượng hỗn hợp là 13,6 này. Khối lượng hỗn hợp bằng 13,6 này. Và số mol của oxy bằng 17,92 chia cho 22,4 bằng 17,92 mà chia 2,4 nhé, chúng ta chia thử nhá. 17,92 ạ. Chia cho 22,4 nó bằng 0,8. Vậy thì với cái này thì bây giờ chúng ta làm nào? Rất đơn giản thôi, đó là chúng ta sẽ tính, chúng ta sẽ gọi số mol của hydro là bằng x mol. Gọi số mol hydro là x mol. Đúng chưa? Đấy, thì chúng ta sẽ có phương trình nào nào. Nếu đây là x mol này, đúng không? Thì tính ra lại tính ở chỗ này là x trên 2. Đúng không nhỉ? Đấy, tính ra oxy ở phương trình 1 là x trên 2.
Mà tổng lượng oxy chúng ta có là 0,8 thì cái chỗ oxy này nó sẽ là 0,8 mà trừ đi x trên 2. Được chưa? Đây, 0,8 trừ x trên 2 đây thầy móc nối nhá. Được chưa? Và từ đây chúng ta suy ra ngược lại cái CO này là bao nhiêu? À, nhân 2 lên đúng không? Là 1,6 mà trừ đi x. Ok chưa nhỉ? Ok chưa nhỉ? Đấy, và chúng ta đã suy ra được như vậy. Đó là số mol của CO nó sẽ bằng là 1,6 mà trừ đi x. Đây là theo phương trình hóa học các em nhé. Rồi suy ra khối lượng hỗn hợp bằng bằng khối lượng của hydro cộng khối lượng của CO bằng 2x cộng với 12 cộng với 16 là 28 nhân với 1,6 mà trừ đi x sẽ bằng là 13,6 ạ. Từ đây chúng ta giải ra x ạ. Các bạn giải nhanh x bao nhiêu nhá. X này cộng với 28 nhân với 1,6 trừ đi x này. Và bằng với 13,6. X bằng 1,2. Được chưa? X bằng 1,2. Và nếu x 1,2 như vậy thì chúng ta suy ra luôn là cái số mol nhỉ? Số mol của hydro và số mol của CO nó bằng 1,6 trừ đi 1,2 của nó sẽ bằng là 0,4. Được chưa? Đấy, và như vậy là chúng ta tính được cái số mol của các chất rồi, đúng không nhỉ? Bây giờ viết phương trình xong rồi tính khối lượng mỗi chất trong mỗi lớp ban đầu này. Vậy suy ra này. Khối lượng của H2 của chúng ta sẽ bằng là 1,2 nhân 2 là bằng 2,4 gam. Khối lượng CO rất dễ, bằng 13,6 trừ đi 2,4 của mình sẽ bằng là 11,2 gam. Câu C yêu cầu tính phần trăm về thể tích ạ. Phần trăm thể tích của H2. Chúng ta nhớ phần trăm thể tích ở đây chính bằng phần trăm cho số mol luôn. Đúng không ạ? Vậy phần trăm thể tích của H2 nó sẽ bằng số mol của H2 ở đây là bao nhiêu nhỉ? Là 1,2. Đúng không? 1,2 chia cho tổng số mol 1,2 cộng với 0,4 nhân 100% bằng bao nhiêu nhỉ? Chúng ta tính thử bao nhiêu đây con này. 1,2 mà chia cho 1,6 bằng 75%. Và suy ra cái phần trăm của thể tích của CO cũng thế, nó bằng là 25%. Được chưa? Đấy, như vậy cái bài toán này là hoàn toàn chúng ta có thể giải quyết được bài toán này rất là nhanh chóng, đúng không nhỉ? Đấy, chúng ta thử lướt qua bài toán này một chút nhé. Thứ nhất này, chúng ta có là hai phương trình này. Khi mà chúng ta học lên hệ phương trình của lớp 9 thì chúng ta có thể giải quyết cái bài toán này nhanh hơn bằng việc đặt ẩn số xy. Nhưng ở đây là chúng ta đang lớp 8 thì đôi khi là cái việc dập lập hệ đó thì chúng ta rất khó khăn. Thì chúng ta có thể là đặt một cái ẩn số và sau đó tính cái ẩn số còn lại theo nó. Đúng không? Chúng ta cũng giải phương trình ra bình thường. Ok chưa nhỉ? Rồi, như vậy là chúng ta kết thúc luôn cái phần về tính chất hóa học của oxy các em nhé. Và sau đây thì chúng ta sẽ chuyển tiếp sang cái bài thứ hai. Đó là cái bài có liên quan đến hợp chất hay là sự oxy hóa và phản ứng hóa hợp. Sự oxy hóa thì về định nghĩa như các phản ứng mà thầy Duy vừa viết ở đây. Các phản ứng này đều được gọi là các phản ứng có sự oxy hóa. Đúng không? Bởi vì cái đặc điểm chung ở đây chúng ta nhìn thấy này, đặc điểm chung của các phản ứng này đó là đều là các chất phản ứng với oxy. Đều là các chất phản ứng với oxy. Đúng không nhỉ? Vậy thì chúng ta có định nghĩa sự oxy hóa là gì? Sự oxy hóa là sự tác dụng của oxy với một chất. Đúng không? Sự tác dụng của oxy với một chất thì gọi là sự oxy hóa. Vậy đây người ta gọi đây là sự oxy hóa gì ạ? Sự oxy hóa hydro này. Sự oxy hóa carbon monoxide này. Được chưa? Đấy. Còn phản ứng hóa hợp là gì? Đây cũng là hai cái ví dụ của phản ứng hóa hợp nhé. Thế thì bây giờ thử phân tích cho thầy xem này. Các phản ứng này có bao nhiêu chất tham gia phản ứng? Và bao nhiêu chất là sản phẩm?
Thì có thể chất tham gia phản ứng ở hai phản ứng này đều là 2 và sản phẩm của nó đều là 1, đúng không? Nhưng mà trong thực tế của chúng ta thì đôi khi có rất nhiều các phản ứng mà số chất tham gia phản ứng nó là 3 chất chẳng hạn thế, nhưng sản phẩm của nó chỉ là 1 thôi, thì chúng ta sẽ có khái niệm phản ứng hóa hợp như sau. Kết hợp lại, đúng nhỉ? Đó là phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trước này. Trong đó chỉ có một chất mới được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu. Đó là phản ứng hóa học trước này. Trong đó chỉ có một chất mới tạo thành, được chưa? Từ hai hay nhiều chất ban đầu. Ví dụ như là phản ứng này, Fe cộng với oxy tạo thành Fe3O4, Natri cộng oxy tạo thành Na2O, CO cộng oxy tạo thành CO2. Ở đây đều sinh ra một sản phẩm, đúng không? Nên nếu như có tổng quát thì chúng ta có thể viết như sau ạ. Đây, nếu như có tổng quát thì chúng ta có thể viết như sau. Nào, phản ứng hóa hợp. Như sau. Đó là chất A cộng chất B cộng chất C sinh ra sản phẩm là chất X. Đây, đây là tổng quát ạ. Hai hay nhiều chất tham gia phản ứng sinh ra một chất sản phẩm thì người ta gọi đó phản ứng hóa hợp các em nhé. Đấy. Ví dụ minh họa như sau này. Bây giờ cho các phản ứng sau. Em hãy cho thầy biết là những phản ứng nào xảy ra sự oxy hóa. Đúng không? Thì chúng ta nhớ này. Phản ứng xảy ra sự oxy hóa là sự oxy hóa là sự tác dụng của oxy với một chất khác, người ta gọi là sự oxy hóa, được chưa? Như vậy là cái quan trọng nhất đó là trong phản ứng này có mặt của gì ạ? Có mặt của oxy. Vậy trong các phản ứng này, phản ứng nào có mặt của oxy nhỉ? À, rõ ràng ở đây là chúng ta sẽ có các phản ứng nào ạ? Phản ứng 3 này, phản ứng 6 đúng không ạ? 3 và 6 đúng không? Và đáp án của chúng ta đáp án B nhá, rất dễ dàng đúng không nhỉ? 3 và 6 có mặt của oxy nhá. Đấy, rất dễ dàng. Được chưa ạ? Ví dụ số 2, bây giờ chúng ta sẽ viết phương trình hóa học biểu diễn các biến hóa sau và cho biết mỗi phản ứng đó thuộc loại phản ứng nào. Đúng ạ? Đấy, thì chúng ta sẽ viết thử nhá. Ví dụ 2. Natri mà thành Na2O chúng ta cộng với oxy ạ. Cộng với nước sinh ra sản phẩm là NaOH. Được chưa? Câu B. Phốt pho cộng với oxy tạo thành là P2O5. P2O5 khi cộng với nước ạ. P2O5 khi cộng với nước. Này. Thế các phương trình này đều là các phương trình phản ứng gì nhỉ? Đều là các phản ứng hóa hợp đúng không? Đây đều là các phản ứng hóa hợp. Đây đều là các phản ứng hóa hợp hết nhá. Chú ý giúp thầy. Được chưa nhỉ? Còn trong này thì chúng ta có hai cái sự oxy hóa, đó là sự oxy hóa của natri và sự oxy hóa của phốt pho. Được chưa ạ? Còn tất cả các phản ứng này đều rơi vào loại là phản ứng hóa hợp, bởi vì là nó đều chỉ ra một sản phẩm duy nhất thôi. Chú ý giúp thầy nhé.